Tiếp tục các chương trình trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự. Thưa quý vị, Thành ủy Tân An vừa tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt các chủ trương của Trung ương, tỉnh và thành phố đến các cán bộ chủ chốt của thành phố, xã phường và ấp khu phố. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt kết luận số 14 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung, chỉ thị số 19 ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phục hồi các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy về phục hồi các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của bộ chính trị và về thực hiện chuyên đề năm 2021 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Về ý thức tự lực tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển thành phố Tân An đạt chuẩn đô thị loại 1 thông qua hội nghị nhằm tạo sự chuẩn biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương, tỉnh, thành phố đi vào đời sống người dân một cách hiệu quả thiết thực nhất. Tại thị xã Kiến Tường, thị ủy cũng vừa tổ chức hội nghị lần thứ bảy nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết 9 tháng năm 2021 theo đó, qua đánh giá cho thấy, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng dưới sự tập trung lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự đồng thuận của nhân dân, việc thực hiện nghị quyết thị ủy 9 tháng năm 2021 đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là cả hệ thống chính trị đã tập trung quyết liệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả khá cao, công nghiệp thương mại dịch vụ duy trì, đang trở lại trạng thái bình thường mới tổng thu ngân sách đạt 92 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch thị xã. Bên cạnh đó, chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, đã kịp thời hỗ trợ cho gần 3.000 đối tượng là lao động tự do và lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động do đại dịch Covid-19, với số tiền là trên 4 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã phân tích đánh giá những kết quả đạt được một số tồn tại hạn chế vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết thị ủy 9 tháng đầu năm 2021 và đề ra các giải pháp cần tập trung thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2021. Nhằm củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ huyện đoàn đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên, huyện đoàn Đức Huệ vừa tổ chức hội nghị kiện toàn Ban chấp hành khóa 10, nhiệm kỳ 2017-2022. Với sự tập trung thống nhất cao, Ban chấp hành quyền đoàn đã tiến hành bầu bổ sung 8 đồng chí vào Ban chấp hành quyền đoàn vào các vị trí còn khuyết với số phiếu bầu tuyệt đối 100%. Kết quả đồng chí Phạm Văn Trọng, bí thư đoàn xã Mỹ Bình, giữ chức vụ phó bí thư quyền đoàn Đức Quệ khóa 10, nhiệm kỳ 2017-2022. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Văn Trọng hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, học hỏi, nâng cao trình độ, nhận thức chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới đồng thời sẽ phát huy sức trẻ, đoàn kết cùng với tập thể ban chấp hành quyền đoàn, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị, để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng kho bãi của các cơ sở thu mua thanh long, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành đã có buổi đối thoại trực tiếp với các chủ kho hàng, cơ sở thu mua thanh long trên địa bàn các xã thị trấn về việc hoàn thành các thủ tục hành chính khi có chủ trương đầu tư. Tại buổi đối thoại, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã thông báo cụ thể đối với từng chủ doanh nghiệp, cơ sở thu mua Thanh Long còn vướng mắc về một số thủ tục hành chính như có chủ trương đầu tư nhưng chưa thực hiện thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy hoặc quyết định chủ đầu tư đã hết hạn. Đại diện các chủ kho hàng, cơ sở thu mua Thanh Long cũng lý giải nguyên nhân chưa hoàn thành các thủ tục hợp pháp với nhà nước theo đó đa số các chủ cơ sở này đều mong muốn được hướng dẫn tạo điều kiện sớm hoàn thành các thủ tục hành chính để tiếp tục hoạt động kết luận buổi đối thoại chủ tịch ủy ban nhân dân huyện châu thành nguyễn văn khải khẳng định các ngành chức năng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ kho hàng cơ sở thu mua thanh long hoàn thành các thủ tục về cấp phép đầu tư xây dựng ủy ban nhân dân huyện cũng sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt để trực tiếp hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho từng cơ sở phấn đấu đến tháng 12 năm 2021 phải hoàn thành thủ tục cấp phép đầu tư để cơ sở tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Bản tin cảnh báo triều cường của Đại khí tượng Thủy Văn tỉnh dự báo, mực nước đỉnh triều ở các trạm vùng Hà Lưu của tỉnh sẽ tiếp tục lên. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này sẽ xuất hiện vào các ngày 22 tháng 10 đến 24 tháng 10, tức là nhằm ngày 16 đến 18 tháng 9 âm lịch, và có thể đạt mức sắp xỉ cao hơn báo đồng 3. Theo đó, tại trạm Tân An có khả năng lên mức 1,6 đến 1,65 m, trạm Bến Lức có khả năng lên mức 1,5 đến 1,55 m. Để chủ động phòng ngừa ứng phó với đợt triều cường trạm tháng 9 âm lịch, giam phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Cần Đức, Cần Giuộc, Tân Trụ, Châu Thành, Bến Lức, Thủ Thừa, Thạnh Quá, Đức Hòa, Đức Huệ và thành phố Tân An khẩn trương theo dõi chặt chẽ diễn biến thông tin tình hình triều cường, mưa bão kịp thời thông tin đến người dân trên các phương tiện truyền thông về diễn biến đợt triều cường để người dân chủ động các biện pháp phòng ngừa ứng phó kịp thời đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra kiểm tra tôn cao các tuyến đê bao bờ bao sung yếu không để xảy ra sự cố tràn đê dở đê đảm bảo an toàn các khu dân cư khu đô thị gian sông có kế hoạch vận hành hợp lý và thường xuyên kiểm tra các cửa cống đầu mối các trạm bơm tiêu chống ngập úng tránh tình trạng ngập úng kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân chuyển sang một số thông tin khác. Thưa quý vị, nhằm chia sẻ nỗi đau mất mát với những trẻ có cha hoặc mẹ hay cả cha lẫn mẹ đều mất vì Covid-19, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Hồng Mai cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các em rơi vào hoàn cảnh này trên địa bàn thành phố Tân An và huyện Cần Đước. Tại các điểm đến, đoàn chia sẻ những mất mát đau thương của các gia đình và trẻ em có người thân mất do Covid-19 qua đó, đoàn hy vọng các gia đình cố gắng khắc phục khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, nhất là chăm sóc tốt cho trẻ em có cha hoặc mẹ hay cả cha và mẹ mất do Covid-19. Dịp này, đoàn còn hỗ trợ mỗi trẻ em có cha hoặc mẹ hay cả cha lẫn mẹ mất do Covid-19 mỗi em 5 triệu đồng, nguồn kinh phí được trích từ quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam. Hiện nay, Long An có trên 80 trẻ có cha hoặc mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ mất do Covid-19 những trẻ này đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rất cần sự hỗ trợ, quan tâm đặc biệt của các cấp các ngành. Thời gian tới, ngoài chế độ của nhà nước dành cho trẻ em mồ côi, ngành lao động sẽ tiếp tục kêu gọi xã hội hóa và thực hiện mô hình nhận đỡ đầu trẻ em có cha hoặc mẹ hay cả cha lẫn mẹ mất do COVID-19. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành quyết định thành lập 12 đoàn kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại 32 tỉnh thành phố, thời gian từ ngày 21 tháng 10 đến hết ngày 3 tháng 11. Theo đó, các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra tình hình, kết quả và đôn đốc việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đồng thời nắm bắt thực trạng thiếu hụt lao động trong các ngành nghề lĩnh vực, trong các doanh nghiệp, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, khu công nghiệp, khu chế xuất, tình hình dịch chuyển lao động ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, lao động tự do, đề xuất các giải pháp khắc phục phục hồi phát triển thị trường lao động và các kiến nghị. Thưa quý vị, để công tác tư vấn, hỗ trợ tâm lý học sinh đạt hiệu quả cao và giúp cho trẻ chuẩn bị sẵn sàng trở lại trường học sau thời gian học trực tuyến. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất triển khai 4 giải pháp. Thứ nhất, nhà trường cần đánh giá đúng thực trạng hậu quả dịch Covid-19 gây ra với học sinh, đặc biệt là vấn đề tâm lý mà các em gặp phải trong thời gian nghỉ dịch, học online. Thứ hai là nhà trường cần tập trung hướng dẫn và cho giáo viên thực hành kỹ năng hỗ trợ học sinh gặp khó khăn về mặt tâm lý. Thứ ba, nhà trường tập trung phân tích làm rõ những nguy cơ tổn thương, khủng hoảng ở học sinh khi học trực tuyến, sử dụng internet trẻ thích nghi với việc sử dụng, cư xử trên không gian mạng và phân tích nguy cơ có thể xảy ra. Và thứ tư, trường học nên trao đổi với chuyên gia về các kỹ năng để giúp cho giáo viên cân bằng giữa công việc và cuộc sống nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra khi thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong bối cảnh dịch bệnh. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Hiện nay thì Việt Nam đang tạm thời công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng hay là hộ chiếu vaccine của 72 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo đó, người của 72 quốc gia dùng lãnh thổ này sẽ được giảm thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày, theo hướng dẫn của Bộ Y tế với người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã mắc COVID-19 nhưng đã khỏi bệnh. Hiện Bộ Ngoại giao cũng đang trao đổi với gần 80 đối tác về việc công nhận lẫn nhau giấy chứng nhận tiêm chủng và được một số quốc gia công nhận để tạo điều kiện cho lao động chuyên gia, nhà đầu tư và một số đối tượng đặc thù khác, Bộ cũng đã kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh các quy trình xét duyệt cho người nước ngoài nhập cảnh theo hướng bổ sung hộ chiếu, giấy chứng nhận tiêm chủng vào thành phần hồ sơ của quy trình cấp thị thực, giảm thời gian xử lý hồ sơ và tăng cường phân cấp hơn nữa cho các bộ ngành. Tại tỉnh Đồng Tháp, địa phương này hiện đang áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch COVID-19 ở cấp độ 2, tức là nguy cơ trung bình. Trong điều kiện địa phương từng bước mở cửa phục hồi kinh tế xã hội, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã đang bắt nhịp trên tinh thần sản xuất phải an toàn. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã được phục hồi theo chiều hướng ngày càng mạnh mẽ. Hiện toàn tỉnh có 230 doanh nghiệp đã đang hoạt động với 28.322 lao động. Trong đó có 156 doanh nghiệp thực hiện phương án 4 tại chỗ, một điều đáng ghi nhận là các doanh nghiệp đã dần thích nghi với tình hình mới, tái cấu trúc sản xuất, chuyển đổi số và áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Với chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp, xem doanh nghiệp là động lực để phát triển kinh tế, ngành công thương đang nỗ lực hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về vốn, lao động, vaccine, công suất để doanh nghiệp tiếp tục phục hồi sản xuất trở lại. Phấn đấu đến cuối quý tư năm 2021, toàn tỉnh Đồng Tháp có ít nhất là 400 doanh nghiệp cơ sở sản xuất hoạt động trong điều kiện an toàn, phòng chống dịch COVID-19. Với tổng quy mô là 45.000 lao động, công suất hoạt động của các nhà máy doanh nghiệp tối thiểu 70%. Những ngày qua, nhiều nước từ Nga, Mỹ, châu Âu đang phải đối mặt với số ca nhiễm mới gia tăng trở lại và sự xuất hiện của biến thể mới. Lo ngại về một đợt dịch mới có khả năng bùng phát trở lại là rất lớn, đặc biệt vào thời điểm mùa đông đang tới gần. Hôm 18 tháng 10, nước Anh ghi nhận thêm gần 50.000 ca mắc mới trong ngày, con số cao nhất trong 3 tháng gần đây. Số ca nhiễm ở Anh hiện cao hơn nhiều so với các nước Tây Âu khác và đã tăng hơn 60% trong tháng trước. Văn phòng Thủ tướng Anh đã phải đưa ra cảnh báo về những tháng đầy thử thách sắp tới. Anh không phải là quốc gia duy nhất sẽ phải đối phó với một mùa đông đầy thách thức đang tới gần. Ở khắp các châu lục, từ Mỹ, Nga hay Trung Quốc đã lên tiếng về nguy cơ một làn sóng lây nhiễm mới, nhất là trong bối cảnh các chiến dịch tiêm chủng đang chững lại. Bên cạnh đó, sự suy giảm khả năng miễn dịch ở những người đã tiêm vaccine sớm cũng làm gia tăng khả năng mắc COVID-19. Đây cũng là lý do mà nhiều nước đang tiến hành tiêm mũi tăng cường. Liệu có khả năng xảy ra đại dịch kép khi COVID-19 và bệnh cúm mùa đồng thời bùng phát vào mùa đông năm nay? Không ai dám chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. Vì vậy, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hãy tiêm vaccine khi có thể, tuân thủ các quy định giãn cách và đeo khẩu trang nơi công cộng. Đây sẽ là một bài toán khó, nhất là tại các nước nghèo nơi bị hạn chế lớn cả về nguồn lực con người, y tế và tài chính. Vì vậy, mùa đông tới đây có lẽ sẽ còn khắc nghiệt hơn nữa. Nhà trắng thông báo Mỹ sẵn sàng triển khai chương trình tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trong tháng 11. Theo đó sẽ có thêm 28 triệu người dân nước này đủ điều kiện tiêm phòng. Thông báo của Nhà Trắng nêu rõ, chính phủ đã chuẩn bị để sẵn sàng triển khai tiêm phòng ngay sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của nước này đưa ra khuyến nghị tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Theo đó, chính phủ Mỹ đã chỉ đạo thiết lập điểm tiêm chủng ở hơn 100 hệ thống bệnh viện nhi trên toàn quốc, cũng như các phòng khám, nhà thuốc và các trường học. Nhà Trắng cũng khẳng định kế hoạch nhanh chóng triển khai phân phối vaccine và đảm bảo có sẵn vaccine để đáp ứng cho từng hộ gia đình trên cả nước, ngay sau khi vaccine của Pfizer được cấp phép sử dụng cho trẻ nhỏ. Liên Hợp Quốc cho biết các quốc gia đang có kế hoạch sản xuất nhiên liệu hóa thạch với số lượng nhiều hơn gấp đôi mức được cho là phù hợp để hạn chế mức tăng nhiệt độ trái đất ở mức 1,5 độ C. Điều này đang đi chệch mục tiêu kiểm soát mức tăng nhiệt độ được các nước cam kết trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu ký năm 2015. Trước khi diễn ra hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, chương trình môi trường của Liên Hợp Quốc cho biết, các kế hoạch sản xuất nhiên liệu hóa thạch của chính phủ các nước trong thập kỷ này rất không đồng bộ với mục tiêu chống biến đổi khí hậu. Theo báo cáo về chênh lệch trong sản xuất của Liên Hợp Quốc, tổng sản lượng nhiên liệu hóa thạch có khả năng sẽ tăng cho đến ít nhất là năm 2040 tức là trong thập kỷ này, sản lượng nhiên liệu hóa thạch do các nước sản xuất sẽ bằng 110% của mức cần đạt được để giữ mức nhiệt độ tăng ở 1,5 độ C và bằng 45% mức sản lượng để giữ mức nhiệt tăng không quá 2 độ C. Tuần trước, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho hay việc sử dụng than đá trên thực tế đã gia tăng kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát. bất chấp những căng thẳng ngoại giao gần đây tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato vẫn sẽ tìm kiếm các kênh đối thoại với nga đây là tuyên bố vừa được tổng thư ký nato jens stoltenberg đưa ra sau khi nga quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với nato để trả đũa việc trước đó liên minh này cắt giảm một nửa số nhân viên ngoại giao của nga và trục xuất tám nhà ngoại giao của nước này về nước tổng thư ký stoltenberg nêu rõ quan hệ nato nga hiện ở mức thấp nhất kể từ sau chiến tranh lạnh và nato rất tiếc về quyết định cắt đứt ngoại giao của nga tuy nhiên hai bên vẫn cần đối thoại cũng theo ông stoltenberg hiện chính sách của nato đối với nga vẫn chưa có gì thay đổi và nato sẵn sàng đối thoại bao gồm cả đối thoại thông qua hội đồng nga nato